Này là chuẩn bị biểu diễn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món này ăn trưa. Hôm qua mình nấu. Đây là burger, này là giấm. Giấm sủ này các bạn, đây là giấm sủ. Đây giấm sủ đây. Đây là giấm sủ. Đây là soy sauce. Đây là nước tương. The sauce. Nghe nói là Việt Nam đã có đường bay về lại Việt Nam rồi, nhưng mà này là trường đen, trường đen nè. Đó thì Việt Nam mở đường như là đường bay ngoại quốc về Việt Nam, nhưng mà không biết là có mấy anh Việt kiều hay là người Việt hải ngoại về hay không, đó là cái điều quan trọng. Mà nói đúng ra là về mà bị cách ly khoảng chừng 2 tuần, tốn 4.000 trong khách sạn 3 sao, 4 sao gì đó. Thì thấy mà thay vì mình đi qua Thái Lan mình chơi 4.000 đó, chơi cả tháng luôn, sướng hơn, thấy không? Mà bên Thái Lan thì nó đâu có phải cần phải vô cách ly, cách liết gì. Không? Hỏi mình có tiền để vô trong nước nó hay không à? Đó, thấy không? Thì Thái Lan nó lại cho mình 30 ngày không có visa, không? Tốn tiền mua visa Việt Nam nè. Đó, Việt kiều thì họ còn quốc tịch thì họ không có cần phải đóng tiền visa như mấy cái người Việt hải ngoại đây nè. Thấy không? Họ về phải đóng tiền mua vé máy bay, phải đóng visa rồi nọ. Rồi còn đi 2 tuần phép cái chui đầu vô khách sạn 3 sao 4 sao ở rồi tốn hết 4.000 mà đâu có vui gì. Nếu khách sạn 3 sao 4 sao gì đó họ cho mình đi dạo vòng vòng trong phạm vi khách sạn á, chứ mình không có ra ngoài tiếp xúc á thì nó khác, phải không? Còn cái lần này mình chỉ nằm trong phòng mình thôi. Họ cung cấp đồ ăn 3 bữa một ngày mà chưa chắc là cái thức ăn đã ngon, không? Họ thường soạn. Một bữa ăn ở đây, ví dụ như mình ăn cũng phải là tới 3, tới 5 số món luôn. Thế mình ăn trả 100 đô, không? Còn ở 4 ngày quá mắc, không? Phải vài ba triệu thì được, 5 triệu. 5 triệu người ta ok, 5 triệu 7 triệu gì đó thì được ok, mọi về được. Cái bây giờ mình về cách ly rồi mà 4.000 như vậy thôi, 4.000 tiền Mỹ nữa, phải không? 4.000 là phải là tiền Việt Nam đâu, không? Tiền Canada ví dụ mình về là mình phải đổi qua tiền Mỹ nữa, họ chặt. Chặt đẹp bên tiền Mỹ chứ là bây chặt tiền Canada đâu ta, khổ xuất nữa, không các bạn? Đó, mình thấy là bất lợi đó. Dù là mình cũng muốn đi Việt Nam 6 tháng nữa, nhưng mà mình thấy cảm thấy là bất lợi, bất tiện. Rồi qua bên Thái Lan 4.000 đi chơi ở nội trong Canada nè, mình ăn không? Ở khách sạn chỉ cần 1-2 sao bên Canada thôi, nhưng mà thức ăn ở đây người ta mà cung phụng cho mình thoải mái luôn, đúng không? Mình đi chơi ngắm cảnh này nọ đủ thứ hết,
không? Còn Việt Nam mà nó đúng ra đi vài lần Việt Nam thì cũng thấy chân miệng spirit nữa cho nên là in LA morning love spirit let's see a taste đi ăn thử cho các bạn nó bây giờ mình ăn thử cái này nè. Cái này mà kiểu giải chiến nó không đúng kiểu nhưng mà để mình ăn cho nó ngon mà. Thôi mời các bạn ăn cơm trưa cùng với tụi mình nha. Đó. Ăn đi bà xã. Ngon. Thịt thầu là cũng ngon. Thịt hậu thịt xay ra hậu làm cũng ngon. Có cái phi á, làm bí xe này mà, phi nào kia. Được. Làm luôn. Rồi bây giờ, tin tức chiến sự. Rồi ở bên Á Châu, thì có cuộc họp về của Á Châu mà tan vỡ cuộc họp không có thành tại Mỹ với giữa ngoại trưởng Mỹ với ngoại trưởng của Trung Cộng á nó bất đồng ý kiến không nó không tham dự thì nó đủ thứ hết nên cái cuộc họp của Á Châu đó, nó tan vỡ nó không coi đúng như người ta mong đợi. Đúng ra đó cái đứa Á Châu á họ có đoàn kết đó cho nên á tại sao đó, họ cứ đó nhưng mà bây giờ Mỹ đã hứa rồi làm phải đứng thẳng lên để mà tấn công chống lại tụi Trung Cộng á. Thì thấy không, nguyên ở Á Châu người ta đã bỏ tiền ra cả một tỷ luôn, tỷ đô á, không mấy chục tỷ đô luôn để họ tàu họ mua vũ khí, thấy không các bạn, mua máy bay, mua quả tiễn, mua tăng, mua tàu ngầm, mua đủ thứ để người ta chuẩn bị chiến tranh, không thì chiến tranh mà của Mỹ với của Trung Cộng thế nào cũng phải xảy ra, tại nó cạch chới. Nhưng mà trước hết á, là Mỹ nó muốn đè mà tụi Trung Cộng bằng cái thương mại. Đó. Giờ là Việt Nam á, cũng chuẩn bị là phải mua đồng nằm của Mỹ nè, thịt heo, thịt bò, rồi lúa mì, đủ thứ của Mỹ. Thì Mỹ nó phải giúp. Cho nên mà Việt Nam mình chỉ có xuất khẩu rồi mình không mua lại của nó kêu là mình ăn gian, không? Thì nó không giúp. Rồi bây giờ Việt Nam nó đúng ra đó, đi với Mỹ Việt Nam cũng chết, mà đi với China Việt Nam, đi với Trung Cộng thì Việt Nam cũng chết. Đó. Cho nên đó, không? Chơi vừa rồi đó. Cả mấy tuần nay nè, tàu của tụi Trung Cộng đi sát vô Phan Thiết luôn á các bạn. Nó bơi ở ngoài Phan Thiết như bơi trình diễn thời trang nè các bạn. Tàu cá Quảng Hải qua đi đánh trong vùng đất nước của mình, vùng biển của mình, đâu có ra ngoài hải phận quốc tế đâu. Nó cũng đắm chìm luôn, không? Dương Nhật Nam, ở Dương Nhật Nam nó đắm ra rồi, đã đổ rồi. Đi mà đi ngốc nghếch đi lầm ra 10 chiếc, 5 chiếc luôn. Cách mà Phan Thiết thì có đâu khoảng chừng có 15 mà 20 hải lý à, thấy không? Quá mới xâm phạm mà. Hải phận của Việt Nam.
14 hải lý đó, cái phòng mình đó, mà vô là mình bắn á. Nó mà xâm phạm vô 14 hải lý là mình bắn liền á, Việt Nam phải bắn liền. Ngã Đại Bác ra, quả tiễn ra. Nói Việt Nam có chế tạo được quả tiễn rồi, nhưng mà chắc tầm ngắn trong 14 hải lý thôi, nó không bắn không ra xa được bắn. Thì nó mà tấn vô 14 hải lý, mình nã trục pháo ra liền, quả tiễn bắn ra liền, nó vô đập. Vô kia 14 hải lý là quá rồi, cái này nó đẩn dẫn ở ngoài 15 hải lý, chơi sướng vậy. 15 hải lý cũng không được. Đặc quyền kinh tế Việt Nam là 200 hải lý. Nó tấn sâu như vậy á, Việt Nam không lớn, không lên tiếng nói, không dám mà kêu đúng tên của Tàu Cộng ra, tụi Trung Cộng ra nói luôn. Cho nên là làm như vậy á, Mỹ cũng không giúp được, không giúp được quá. Rồi dân chúng ở Việt Nam mình đâu biết gì đâu, báo nhà báo gì đâu viết, viết bậy bạ toàn xe, cái chó chó xe, hiếp dâm con nít, hiếp dâm lăng loàn rồi tùm lum la mấy cái chuyện tào lao, rồi tai nạn chết người, bị mô bị mấy gì đó. Bên Đà Nẵng mở lại cũng đâu có ai vô, chắc là những người hàng xóm đang trận vô Đà Nẵng để chơi như lúc trước nữa, bây giờ người ta sợ rồi. Mua vé đi ra đâu vậy mà mua vé bay vô lại, không đã sợ người ta đâu có gì đi nữa đâu. Tâm lý Việt Nam mà đi, người Việt Nam mà nó sợ, sợ ở đã dứt. Bỏ quá nhiều giấm nữa các bạn. Sắc giấm. Giấm là giấm sủ. Làm từ bằng chuối ra nó ngọt chứ không có chua, mà nó cũng sắc. Ngon. Hậu làm ngon. Thịt bằm á, hậu làm ngon. Tuy nhiên nó giống á. Nhưng hậu làm rất ngon. Cho nên á, tại sao bây giờ hôm ra ngoại quốc không vô, không ai dạy vô hết đâu. Mà nói đúng ra bên đây người ta chỉ khuyên là đi trong nội nước của họ thôi, du lịch trong nước của họ thôi. Nhưng họ cũng khuyên là ở đây các bạn cấm cấp gì cho người ta vẫn đi à, vẫn đi đi vẫn đi qua bên Âu Châu nè, vẫn đi du lịch à, người ta không sợ các bạn. Mình tới đây cũng đi trong nước thôi, mình sẽ đi qua bên cái mùa đông để ngắm lá vàng. Mình nói đúng ra mình mùa thu á, mình chưa bao giờ đi qua vùng phía đông của Canada, với nước Gia Đa Đại này. Đó, đây là lần đầu tiên mình đi, tức mình đi toàn là mùa hè không à. Mình đi thử mùa này ngắm lá vàng, mùa thu Canada trời buốt. Thôi nói vậy cho các bạn mà vui, chúc các bạn tuần mới vui vẻ đó. Thì hy vọng là dịch bệnh sẽ, chắc bên đây đã nói rồi là dịch bệnh á phải tới hình năm 2022 á mới dứt được hết ra, mới có cái thời gian là 2-3 năm, không có dứt ngay liền được đâu.
không thì mình phải chuẩn bị là mình phải bên đây là phải mang mang bao mặt rồi đó, bao mặt cho cả 2-3 năm luôn đó, cho nên là 2022 mới là chấm dứt được. Dù có cái thuốc mới cái thuốc này là thuốc ngừa thôi chứ không phải cái thuốc từ, biết không các bạn đó. Cho nên là thuốc đó, thì nó tích người thôi, nó mỗi năm mình phải tích vô người mình sáu tháng mình tích vô người mình để ngừa chứ không có chữa dứt được đâu các bạn. Thì bạn đừng có quá y y, phải rửa tay cho thật sạch, rửa tay đúng quy cách, rửa tay thường xuyên đó, tránh đứng gần người khác, giữ cái khoảng cách ra khoảng 2 mét đó. Cả trong cái lúc mình chạy xe trên đường cũng vậy, chắc Việt Nam khó tại chạy lên đeo lên lề luôn mà. Đâu Việt Nam khó mà giữ khoảng cách rồi. Đây chợ của cấp tiên họ là phải giữ khoảng cách 2 thước thôi. Bên đây còn trả thêm, đây là cái taxi đó, nó đều có ngăn cái tấm vách bằng kiến ra, bằng hay là bằng nhựa đó các bạn. Mình ngồi sao cách ly ra cái tài xế không, nhưng đây đi xe đò cũng được. Các bạn thấy là những cái khu phim của mình chiếu vừa rồi đó, ngồi xa ra luôn, vợ chồng mình nhớ đâu còn gần được đâu, ngồi xa ra cũng 2 thước không các bạn. Có cho nên đó, ở Việt Nam thì nó đúng ra luật lệ bên Việt Nam cũng phải lỏng lẻo, cũng đã tự do về nhiều này mà đúng ra luật lệ phải bắt buộc phải tuân, không tuân thì mưu phạm và ở tù nữa các bạn. Mình giữ cho người khác nữa. Thôi, xin chào các bạn. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Stay safe. Chúc các bạn sức khỏe. Xin chào các bạn. Hôm nay bà sẽ làm cái bánh đó, nước bây giờ bỏ chút xíu muối, now we boil it.
làm nước lè, bao gồm là soup base, lấy quên giấc sữa đê, nước fork with apron. Có rễ chứ? Yes. Now we make the soup base. Soup base. Bây giờ mình làm nước lèo bằng cái thịt cái thịt heo nấu trứng hôm qua, thịt heo có trứng hôm qua. Giờ mình dùng cái này mình làm nước lèo các bạn. Đó. Và đợi cho nó sôi lên.